Xin chào các bạn, video ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn có thể phân biệt được hai lọ saffron. Lọ saffron ở bên phải này là saffron Bahraman Tây Á, là đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền Bahraman Saffron Iran tại Việt Nam, đặt hàng riêng loại Super Negin, là loại cao cấp nhất và có hàm lượng dược chất cao nhất. Lọ thứ hai là lọ ở bên tay trái này, là saffron của một đơn vị có tên là Saffron Việt Nam. Và đơn vị này thì đang có gieo ra một chương trình là mua 1 tặng 1 Bahraman Saffron. Họ cũng nói rằng họ nhập khẩu Iran, họ cũng nói rằng hàng của họ là hàng loại 1 Super Negin. Tuy nhiên thì thực hư câu chuyện này như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân biệt hai lọ saffron này để thấy được đâu mới là sự thật. Đầu tiên chúng ta sẽ phân biệt dựa trên bao bì. Như các bạn có thể thấy ở đây, đây là bao bì của Tây Á. Đây là một mẫu bao bì đặt hàng riêng. Hãng Bahraman Iran làm riêng cho Tây Á để phân biệt với các loại hàng phổ thông trôi nổi cũng như là hàng của hãng Bahraman nhưng mà là hàng trôi nổi ở chợ Dubai. Còn đây là saffron Việt Nam. Đây là mẫu bao bì rất phổ thông. Được chưa ạ? Nếu như của Tây Á, ngay trên bao bì đã có logo của công ty. Ghi rõ loại Super Negin là loại cao cấp nhất để khách hàng có thể nhận định được đây là loại saffron nào. Mặt sau, phần tem phụ đã được hãng in trực tiếp lên phần bao bì của sản phẩm. Thông tin công ty cũng như mã vạch là một mã vạch riêng. Chỉ có saffron Bahraman Tây Á mới có. Tương ứng với loại bao bì riêng này chính là loại Super Negin, loại saffron ở bên trong, cũng là loại Tây Á đặt hàng riêng. Nếu như Tây Á có những điểm vượt trội như vậy thì saffron Việt Nam lại không. Đây là một mẫu bao bì hết sức phổ thông, không có logo của công ty. Được chưa ạ? Trên bao bì cũng hoàn toàn không có thông tin đây là loại saffron nào. Loại saffron Super Negin, Negin hay là loại Punch, loại Sargon, tất cả chỉ là dựa trên những lời quảng cáo mập mờ và không thể kiểm chứng của người bán mà thôi. Phần tem phụ ở đằng sau này cũng là phần tem phụ được dán thủ công vào. Được chưa ạ? In trên giấy và dán thủ công vào chứ không phải là của hãng in lên. Về cơ bản, chúng ta có thể nhận định như vậy. Tiếp theo, để đánh giá một cách sâu sắc nhất và chính xác nhất, chúng ta sẽ cùng mở hộp hai lọ saffron này để kiểm chứng. Đầu tiên là saffron Tây Á trước ạ. Ở phần trên này có tem phụ. Loại tem phụ này rất là đặc biệt. Khi mà chúng ta bóc ra rồi là tem vỡ thì chúng ta không thể nào dán lại như cũ được nữa. Đây ạ. Bao bì đóng gói rất là chắc chắn. Lọ saffron Tây Á. Được chưa ạ? Tôi sẽ bóc ra luôn. Đổ ra đây ạ. Chúng ta sẽ để đây đã. Lát chúng ta sẽ kiểm chứng. Tiếp theo là lọ saffron của saffron Việt Nam. Thoạt nhìn thì bao bì cũng đã có phần dại hơn rồi. Tôi sẽ bóc ra để xem bên trong. Rồi, phần tem niêm phong đã bị đứt. Chúng ta sẽ đổ cạnh ra bên lọ saffron Tây Á để cùng so sánh. Đây ạ, các bạn có nhìn thấy rõ không ạ? Bằng mắt thường và nhìn trực tiếp như thế này thì tôi đã thấy khá rõ rồi. Đầu tiên là về màu sắc. Màu sắc của saffron Tây Á có màu đỏ tươi, không bị dính chút chân vàng nào cả. Ở bên này thì màu có vẻ như là màu cam hay màu đỏ thẫm, màu xỉn hơn. Tôi cũng rất là khó để nói diễn tả như thế nào, tôi sẽ đưa lại gần ống kính hơn để các bạn có thể so sánh. Đây là saffron Tây Á. Đây là saffron Việt Nam. Các bạn có thấy không ạ? Sợi saffron Tây Á dài hơn, màu đỏ tươi, không dính chân vàng. Trong khi đó thì saffron Việt Nam ở bên trái này, sợi màu xỉn hơn, sợi vụn, nhỏ hơn. Và nếu như các bạn được tiếp xúc trực tiếp bằng tay thì các bạn sẽ thấy rằng là bên này sợi saffron của Tây Á rất là giòn, được sấy khô rồi. Nhưng bên này thì tha hồ vò cũng không thể nào gãy được bởi vì cảm giác như là nó rất là ẩm. Được chưa ạ?
Sở dĩ có sự khác biệt như thế này là do hàng của Tây Á là hàng đặt hàng riêng loại Super Negin. Tây Á có đầy đủ giấy chứng nhận độc quyền của hãng Bahraman Iran cũng như là phiếu kiểm nghiệm, có COCQ là chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như là chứng minh chất lượng sản phẩm. Trong khi đó, Saffron Việt Nam thì lại không có được các giấy tờ này, mà chỉ có một số thông tin đi rêu rao truyền thông với khách hàng và cũng có một vài những đơn vị báo chí đăng tin, tuy nhiên thì lại không có các giấy tờ chứng minh những điều họ nói là sự thật. Có rất nhiều những thông tin cho rằng là Saffron Việt Nam này lấy hàng từ Dubai rồi từ các tiểu thương, từ các chợ trời ở Dubai và đưa về Việt Nam. Truyền thông sai sự thật với khách hàng khiến cho rất nhiều khách hàng bị nhầm lẫn. Tôi làm video ngày hôm nay để giúp cho chúng ta là những người tiêu dùng thông minh có thể lựa chọn được một loại Saffron chất lượng được nhập khẩu chính hãng, đích thị là hàng loại 1 Super Negin nhập khẩu từ Iran chứ không phải là các loại Saffron phổ thông kém chất lượng được trôi nổi ở các chợ trời Dubai hoặc là của các tiểu thương Dubai đưa về Việt Nam. Và hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ có được cái nhìn chính xác cũng như là có những sự kiểm định trước những thông tin truyền thông, không vì những chương trình khuyến mại cũng như là những thông tin không xác đáng để rồi mà bị lừa tiền mất tật mang đưa vào người những loại Saffron kém chất lượng.